Hiện nay tôi còn căn nhà đang di tán đồ đạc đi nơi khác, còn trong vòng nguy hiểm là đang sắp sửa sẽ sập đổ tới đến nữa. Mấy chục năm nay tâm huyết của vợ chồng tôi đã đổ vô để tạo được cái căn nhà đó, bây giờ là nó đang nằm trong nguy cơ sập đổ. Nhà nó thì sập, bây giờ nó còn có cho leo đó, sập hết bên còn bên, giờ không dám vô luôn, bây giờ nó nứt vô tung tới nhà máy nữa, tài sản thì mất hết, bây giờ cũng chờ định không biết sao, giờ vô chỗ cũng sợ mà giờ không dám vô, đợi nước lớn này nọ mình mới dám vô.